Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây là những thông tin sáng đầu tuần hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh liên kết tạo ra sản phẩm du lịch đón du khách quốc tế. Vào mùa len trâu ở vùng biên giới Đồng Tháp. Israel tạo ra phôi thai tổng hợp không cần đến quá trình thụ tinh. Để có thể khai thác tốt dòng khách du lịch quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, các doanh nghiệp đang từng bước nghiên cứu khai thác nhiều sản phẩm mới, đón đầu dòng khách được dự báo sẽ tăng vào dịp cuối năm. Ghi nhận từ nỗ lực hợp tác du lịch mới nhất giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung. Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi lần đầu tiên được đưa vào hành trình khám phá, trải nghiệm cho du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh khi đến với các tỉnh thành trọng điểm miền Trung. Những nét đẹp còn đậm quang sơ vốn có của một hòn đảo vốn hình thành từ núi lửa được giới thiệu đến với du khách. Đây là lần đầu tiên mà tôi ra Lý Sơn thì thấy cái vùng biển đảo này còn khá là hoang sơ. Trong tương lai thì có thể là sẽ có rất là đông du khách Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến huyện đảo Lý Sơn này. Sau cái cơn đại dịch thì người ta muốn đi tới những cái nơi có cái khí trời tốt hơn. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đưa những cái sản phẩm mới giống như là Lý Sơn hay là Quy Nhơn thì cũng sẽ kéo khách người ta quay trở lại Việt Nam. Dự báo ngành du lịch cả nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới từ nay đến cuối năm với dòng khách quốc tế đến với Việt Nam gia tăng. Thành phố Hồ Chí Minh đang cùng các địa phương xây dựng nhiều kịch bản để tạo ra nhiều hơn các sản phẩm du lịch cho dòng khách quốc tế đến với nước ta trong thời gian tới. Những sản phẩm mới mang tính đặc thù địa phương sẽ có sức hút lớn. Ngày 7 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai ghi nhận một ca tử vong do sốt xuất huyết. Ca bệnh tự điều trị tại nhà, sau đó nhập viện trong tình trạng đã ngừng tim. Ca tử vong là nữ 25 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ngày 6 tháng 8, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đã ngưng tim, sốt xuất huyết nặng ngày thứ tư, choáng nhiễm trùng, nhồi máu cơ tim cấp. Các bác sĩ khuyến cáo người dân, khi người bệnh sốt cao liên tục nhiều ngày, phát ban, đau cơ và khớp, cần phải đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị. Không tự ý điều trị bằng thuốc giảm đau, hạ sốt, dẫn tới việc bị biến chứng nặng, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Theo Sở Y tế Đồng Nai, tính từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 16.400 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 15 ca tử vong. Một cụ bà 64 tuổi, ngụ Vĩnh Long, đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bà bị thủng đại tràng bởi một dị vật mà không ai ngờ tới. Thông tin từ gia đình khoảng 3 ngày trước, trong lúc cụ bà uống thuốc, có thể đã rớt hàm răng giả vào bụng. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ổ bụng có nhiều mủ và giả mạc. Đại tràng thủng một lỗ khoảng 1cm, bên dưới có dị vật là hàm răng giả. Bệnh nhân hiện đã ổn định sức khỏe. Các bác sĩ cho biết tình trạng của bà này hết sức nguy hiểm. Nếu dị vật không được lấy ra kịp thời, có thể gây thủng nhiều vị trí, cơ quan mà dị vật đi qua. Suốt 7 năm gắn bó với công việc sửa gấu bông bị hư, miệt mài may vá từng đường kim mũi chỉ, chị Huỳnh Thị Anh Chi ở quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ làm sống lại gấu bông cũ mà còn lưu giữ những kỷ vật giá trị. Là một giảng viên thỉnh giảng chuyên ngành nhà hàng khách sạn tại một số trường đại học, nhưng chị Chi vẫn lựa chọn việc sửa gấu bông trong những lúc rảnh rỗi để thỏa đam mê. Sau một khoảng thời gian thì mình làm cái công việc này và mình chứng minh cho người ta thấy là rất nhiều người cần tới cái dịch vụ này. Đối với nhiều người, gấu bông có thể chỉ là một món quà, nhưng đối với những ai từng đem gấu bông đến với chị Chi, chắc chắn đó là một kỷ vật. Bé gấu này vậy là mình mua cho con gái từ lúc mà con gái mới sinh ra. Bé rất là thích, đi đâu bé cũng mang theo hết á. Cho mình giặt ở nhà nó không có được sạch như mong muốn á, cho nên là mình muốn đem tới để spa cho bé. Tại vì cái con phú nhà bông là do cháu mình tặng cho ngày sinh nhật á, thì mình thấy nó hư rồi mà mình muốn lưu giữ lại kỷ niệm thì mình đến đây để mình sửa. Cảm giác mà đối với cái công việc này rất là khó tả, tại vì nó là cái công việc lưu giữ cái cảm xúc của mình và lưu giữ cảm xúc của người tới gửi. Trong tương lai, chị Chi dự tính sẽ thành lập một bệnh viện gấu bông để sửa chữa thêm nhiều kỷ vật tinh thần cho những người tìm đến. Đến hẹn lại lên, khi những cánh đồng chờ mùa nước nổi về, cũng là lúc hàng trăm con trâu được nông dân chăn dắt di cư từ cánh đồng này qua cánh đồng khác tìm thức ăn, bắt đầu cho một mùa len trâu mới. Theo nông dân địa phương, mùa len trâu là mùa thả trâu tự do trên các cánh đồng, thường bắt đầu từ đầu tháng 8 dương lịch cho đến khoảng giữa tháng 9. Vì đây là thời điểm lúa trên đồng đã được thu hoạch, còn sót lại những cọng lúa non và cỏ tươi. Từng đàn trâu khắp nơi tập kết về đây để tìm thức ăn. Đây cũng được xem là thời điểm để đàn trâu nghỉ ngơi, dưỡng sức sau một năm cày bừa, kéo lúa. Tuy nhiên do sự phát triển trong sản xuất,
nên máy móc dần thay thế những dụng cụ thô sơ. Vì vậy, số lượng trâu thả nuôi không còn nhiều như trước, chủ yếu là đàn trâu của người dân địa phương được thả len lỏi để tìm thức ăn. Mỗi khi mùa nước nổi về, hình ảnh những đàn trâu chạy đồng lại gợi nhớ với nhiều người về miền quê Nam Bộ tĩnh lặng và thanh bình. Đan võng từ vỏ cây ngô đồng là nghề truyền thống lâu đời và đặc trưng của người dân xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Những chiếc võng từ vỏ cây ngô đồng là những sản phẩm thủ công hết sức độc đáo. Thế nhưng nghề truyền thống này của người dân xã đảo đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Từ hàng trăm năm trước, người dân Cù Lao Chàm đã sử dụng vỏ cây ngô đồng để đan thành võng. Khi du lịch xã đảo phát triển, võng ngô đồng là sản phẩm được du khách yêu thích. Mỗi chiếc có giá từ 5 đến 7 triệu đồng tùy vào kỹ thuật đan. Làm 3 tháng mới xong một cái võng này, cho nên ngày có mấy chục ngàn thôi. Công đoạn là đầu tiên là mình đấu cài, rồi cái mình đập ra mình lấy cái vỏ, nhiều và công đoạn đó. Vất vả kỳ công, bởi thế mà lớp trẻ tại đảo Cù Lao Chàm không mặn mà với nghề truyền thống lâu đời này. Bà Lê, bà Chức ở cái tuổi 70-80 giờ thành những người hiếm hoi tại đảo làm nghề đan võng. Là một trong những cái loại thủ công mỹ nghệ rất là khó. Hiện nay chỉ có 5 cụ lớn tuổi trên đảo. Vì để bảo tồn cái làng nghề này thì chúng tôi cũng đang khuyến khích và vận động bà con để theo học đối với cái cụ này. Tại Festival Miền Biển Cù Lao Chàm mùa qua ngô đồng đỏ vừa được tổ chức, sản phẩm giống ngô đồng và những đồ lưu niệm từ cây ngô đồng đã được giới thiệu rộng rãi. Chính quyền xã đảo Tân Hiệp cũng như thành phố Hội An kỳ vọng đây sẽ là những sản phẩm tạo dấu ấn đặc trưng cho du khách khi đến với đảo. Sản xuất cà phê sạch theo tiêu chuẩn hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái là xu hướng hiện nay để phát huy những giá trị của đặc sản cà phê Arabica ở khu vực Lamian thuộc xã Đà Chas, huyện Lạc Dương. Hợp tác xã cà phê Chappi đã được thành lập và liên kết với các hộ dân là người đồng bào dân tộc bản địa sản xuất chế biến cà phê sạch hữu cơ. Hợp tác xã cà phê Chappi hiện đang liên kết với 46 nông hộ tại xã Chas, huyện Lạc Dương để canh tác 200 hecta cà phê hữu cơ với sản lượng khoảng 120 tấn mỗi năm. Sản xuất ra nhiều sản phẩm cà phê rang xay chất lượng cao, nhận được nhiều chứng nhận, cũng như đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Khẳng định cái thương hiệu là cái chất lượng để ra ngoài cạnh tranh châu Âu. Thông qua các hoạt động trồng rừng, kết hợp sản xuất cà phê với sản xuất các sản phẩm nông nghiệp khác, hợp tác xã đã góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho các hộ dân. Đặc biệt hướng dẫn nông dân gắn sản xuất kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sinh thái. Lạc Dương đã tập trung xây dựng mạnh cái thương hiệu, cái sản phẩm OCOP. Khi chúng ta xây dựng được cái sản phẩm OCOP, có nghĩa là chúng ta đã khẳng định được cái thương hiệu. Để phát triển cà phê sạch có tính cạnh tranh cao trên thị trường, cũng cần có sự hỗ trợ của các cấp các ngành để những thương hiệu sản phẩm OCOP chinh phục mạnh mẽ hơn nữa nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước. Chiều qua, một nam thanh niên đã phải nhập viện cấp cứu sau khi xe máy của người này tông với tốc độ cao vào xe máy đang băng qua đường. Tai nạn xảy ra trên đường DT743, đoạn giao nhau với đường An Phú 26, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, nam thanh niên chạy xe máy mang biển kiểm soát 83T104232 lưu thông trên đường DT743 hướng từ thị xã Tân Uyên về thành phố Dĩ An. Khi đến đoạn giao với đường An Phú 26 thì đã lao vào đuôi xe máy khác của người dân đang băng qua đường. Tai nạn khiến nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu. Theo một số nhân chứng, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, nam thanh niên phóng nhanh nên đã không làm chủ được tốc độ mới dẫn đến tai nạn. Những tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để phân luồng giao thông, chờ cảnh sát giao thông thành phố Thuận An xuống xử lý hiện trường. Qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau bắt quả tang nhiều đối tượng nam nữ đang đánh bài ăn tiền. Vào khoảng 3 giờ ngày 7 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Cà Mau kết hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh tiến hành kiểm tra nhà một người dân thuộc phường 6, thành phố Cà Mau. Tại hiện trường, 21 đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền đã bị tạm giữ, trong đó có 13 nữ. Kiểm tra tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ khoảng 48 triệu đồng, 12 bộ bài 52 lá cùng một số tang vật khác có liên quan. Theo lời khai ban đầu, tụ điểm trên thường hoạt động vào khoảng 22 giờ. Khi các đối tượng vào trong phòng để đánh bài ăn tiền, bên ngoài các cửa đều khóa chặt, đồng thời có tổ chức cảnh giới đối phó với lực lượng công an. Được biết, tụ điểm đánh bài ăn tiền này là nhà của Lê Tuấn Dũng, sinh năm 1973, người địa phương. Dũng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn tại An Giang, sáng ngày 7 tháng 8, Công an huyện Tri Tôn cho biết đã triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc qua mạng tại một quán cà phê. Trước đó, sau thời gian theo dõi nắm tình hình, lực lượng công an đã triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc tại xã Châu Lăng này. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 8,
trong lúc các đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng trực tiếp. Tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng công an xã Châu Lăng bất ngờ ập vào bắt quả tang 8 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một điện thoại di động dùng để phát đá gà trực tiếp qua mạng, một bộ phát sóng 4G, 7 xe mô tô các loại, 7 điện thoại di động và 42 triệu đồng tiền thu giữ trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định. Ở phần thế giới cập nhật, người dạy lạc đà thu hút nhiều học viên nữ ở UAE. Và sau khi nâng cấp, Hàn Quốc hy vọng đây sẽ là địa điểm du lịch mới. Tập đoàn Rostec của Nga cho biết hãng công nghệ Google đã thông báo khóa kênh YouTube của tập đoàn này do các lệnh biện pháp trừng phạt. Rostec là tập đoàn nhà nước chuyên về thúc đẩy phát triển, sản xuất và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp công nghệ cao của Nga. Thông báo của Rostec nói rõ tập đoàn này đã lường trước quyết định của Google nên đã chuyển toàn bộ video sang nền tảng YouTube của Nga. Cũng theo Rostec, kênh YouTube của hãng nói về công nghệ của Nga, các kỹ sư đang làm việc cho tập đoàn và sự phát triển của tập đoàn. Kênh đang có gần 45.000 người đăng ký và hàng trăm ngàn người xem mỗi năm. Google tiến hành bước đi trên hơn một tuần sau khi bị cơ quan báo chí của cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga FAS ra quyết định xử phạt 2 tỷ rúp, khoảng hơn 33 triệu đô la Mỹ vì lạm dụng chức năng khóa tài khoản người dùng YouTube. Mới đây, một nhóm nghiên cứu tại Israel đã tạo ra phôi thai tổng hợp đầu tiên trên thế giới mà không cần đến quá trình thụ tinh. Đây là một thành tựu lớn mở đường cho nhiều hướng nghiên cứu có ích khác, đặc biệt là trong cái ghép mô trên cơ thể người. Phôi thai tổng hợp này là của loài chuột. Nó có cấu trúc bên trong và cấu trúc di truyền của tế bào giống với phôi thai tự nhiên của người đến 95%. Các bộ phận được hình thành từ phôi thai cũng có khả năng hoạt động. Đây là một công nghệ rất mới. Chúng tôi thậm chí không cần đến tế bào gốc của nhau thai, mà chỉ cần lấy tế bào gốc từ phôi thai hoặc từ da của con vật. Phôi thai này tương ứng với giai đoạn 1/3 chu kỳ mang thai của chuột, có tim và não đang phát triển. Tuy nhiên, để phát triển thành động vật sống, thì loại phôi này vẫn cần được nuôi cấy vào tử cung của một con chuột cái. Với thành công này, các nhà nghiên cứu đang hướng đến nuôi cấy mô cơ thể người trong phòng thí nghiệm, hướng đến tạo ra nguồn cung tế bào và mô mới phục vụ cấy ghép trên người. Ngoài ra, bằng công nghệ trên, các thí nghiệm y học trên động vật cũng sẽ được giảm thiểu. Không muốn chỉ một số nhóm nhỏ biết đến bộ môn cưỡi lạc đà, một người phụ nữ chọn mở trường học để nhiều người được tìm hiểu thêm về loài động vật có bướu. Vậy là trung tâm huấn luyện cưỡi lạc đà sa mạc Ả Rập ra đời tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE. Trong hàng ngàn năm qua, bán đảo Ả Rập là nơi sinh sống của những con lạc đà đã được thuần hóa. Trong lịch sử dromedary, loại đặc là một bú còn được gọi là lạc đà Ả Rập, thường được sử dụng để vận chuyển và là nguồn cung cấp sữa, thịt, len và da sống. Ở những nơi như dạy cưỡi ngựa chẳng hạn, người ta thường không đem đến những trải nghiệm khác nhau trong việc học cưỡi ngựa. Nhưng với bộ môn cưỡi lạc đà của chúng tôi, học viên sẽ được tham gia nhiều hoạt động như đua lạc đà từ cự ly dài đến ngắn hay đi cắm trại qua đêm cùng chúng trên sa mạc. Rất nhiều học viên đã quay trở lại trung tâm của chúng tôi. Tỷ lệ phụ nữ tham gia bộ môn cưỡi lạc đà này tại trung tâm tôi ngày càng tăng và chúng tôi rất vui và tự hào. Ngày nay, lễ hội lạc đà rất phổ biến ở UAE và đua lạc đà cũng là một hoạt động kinh doanh sôi động với số tiền thưởng cho những cuộc đua lớn nhất lên tới hàng trăm ngàn đô la. Cứ đến khoảng thời gian này, hàng năm ở Hiroshima, Nhật Bản sẽ diễn ra lễ hội thả đèn lồng ở đoạn sông Motoyasu gần Bảo tàng Hòa bình Hiroshima. Đây là hoạt động tưởng niệm những nạn nhân bom nguyên tử thả xuống thành phố này ngày 6 tháng 8 năm 1945. Không chỉ ghi tên những người đã mất, du khách đến đây có thể ghi nguyện ước về hòa bình trên những chiếc đèn lồng và hòa chung với người dân địa phương vào không khí trang nghiêm. Cuối tuần này, người dân Hiroshima có nhiều hoạt động tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố trong những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ hai. Trước đó, trong một buổi lễ trang trọng, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đặt vòng hoa tưởng niệm tại công viên tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima. Vụ nổ và bụi phóng xạ ngày 6 tháng 8 năm 1945 đã khiến hơn 140.000 người dân Hiroshima thiệt mạng và nhiều người mang di chứng tới nhiều năm sau. Cho tới nay, hai vụ tấn công hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki vẫn là vụ tấn công bằng bom nguyên tử duy nhất trong lịch sử nhân loại.
Sau gần 2 năm được cải tạo và nâng cấp, quảng trường Gwanghwamun mới ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã hoạt động trở lại. Đây là sự kiện được nhiều người dân Hàn Quốc chờ đợi vì nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn mới. Với tổng diện tích được cải tạo lên tới 40.300 m², gấp hơn 2 lần diện tích cũ, quảng trường Gwanghwamun đã được trồng hơn 5.000 cây xanh tán rộng và có thêm nhiều hạng mục tiện ích mới như đài phun nước, suối nước mát, khu nghỉ chân bên cạnh bức tường truyền thông dài 53 m và hệ thống nhà chờ xe buýt hiện đại. Để kỷ niệm ngày mở cửa lại, Hàn Quốc tái hiện nghi lễ gác cổng thành, hoạt động đi tuần đêm ở các cung điện thời xưa có từ thời Joseon, từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 19. Ngoài ra, lịch sử hơn 600 năm của quảng trường được kể lại nhờ sự kết hợp công nghệ, cộng thêm các màn biểu diễn đầy lôi cuốn của các ngôi sao K-pop nổi tiếng. Nhiều du khách quốc tế đã thực sự ngỡ ngàng khi được chứng kiến những điều đặc biệt này. Đây là một sự kiện thực sự mới, tôi đã được chứng kiến tận mắt văn hóa truyền thống của Hàn Quốc, rất mới mẻ và thú vị. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo bày tỏ hy vọng quảng trường Gwanghwamun sẽ trở thành điểm thu hút mới không chỉ với người dân Hàn Quốc mà còn với du khách quốc tế. Cuối tuần qua, cộng đồng người Thái ở Hồng Kông đã tổ chức lễ hội té nước sông Krang muộn tại khu đô thị Cửu Long sau nhiều lần trì hoãn vì các quy định phòng dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc. Lần gần nhất mà cộng đồng này tổ chức lễ hội là vào 2 năm trước. Lễ hội được tổ chức tại một trung tâm mua sắm trong thành phố. Ngoài các nghi lễ tâm linh theo truyền thống, người dân còn dựng lên các gian hàng để bày bán các sản phẩm đặc trưng của Thái Lan. Mặc dù không được về Thái Lan dự lễ hội chính thức, nhưng lễ hội nhỏ ở đây cũng gợi được cho chúng tôi không khí tại quê nhà. Người Hồng Kông cũng rất thích thú khi tới sự kiện. Họ có thể tìm thấy ẩm thực và những đồ lưu niệm đẹp mắt. Họ như đang được du lịch đến Thái Lan. Người già, trẻ em, thậm chí cả thú cưng, tất cả đều chơi hết mình tại lễ hội. Sự kiện đã đem lại cho người dân Hồng Kông những phút giây thư giãn sau thời gian dài giãn cách do dịch bệnh. Trong thời điểm nhiều quốc gia trên thế giới đối mặt với cái nóng gay gắt, những hình ảnh về khu trượt tuyết Afriski ở Lesotho, châu Phi vào tháng 7 đã gây chú ý với một bức tranh tương phản với tình cảnh toàn cầu hiện nay. Đây không phải là một dấu hiệu của biến đổi khí hậu, mà là đặc điểm địa lý đặc biệt của Lesotho, quốc gia duy nhất trên trái đất có toàn bộ lãnh thổ đều cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Hình ảnh khu trượt tuyết Afriski ở trên dãy núi Maluti, Lesotho đang thu hút nhiều du khách từ quốc gia láng giềng Nam Phi cũng như thế giới. Các khu trượt tuyết rất hiếm ở châu Phi, do vậy được đến Afriski là một trải nghiệm đáng nhớ với nhiều người. Trong đời mình tôi chưa bao giờ thấy tuyết, vì vậy đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Ngoài ra, công viên tuyết Kapoko ở Afriski là khu trượt tuyết tự do duy nhất ở châu Phi. Tháng 7 hàng năm, nơi đây diễn ra cuộc thi trượt tuyết Winter Whip Lover Style. Việc tham gia các hoạt động trên băng tuyết có thể là mơ ước với nhiều người lúc này, đặc biệt tại châu Âu, nơi người dân phải chống chọi với cái nóng khắc nghiệt kỷ lục. Thông tin cập nhật, đến khuya hôm qua, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng kiểm soát ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng tả lót và vật dụng mẹ và bé ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Khoảng 19h30 phút tối ngày 7 tháng 8, người dân sống gần cửa hàng chuyên bán hàng mẹ và bé trên đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó khói đen cùng lửa lớn phát ra từ cửa hàng này. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp cùng với các lực lượng công an thành phố Đà Nẵng lập tức đến hiện trường. Do phía trước là cửa hàng, phía sau có nhiều phòng trọ nên lực lượng chữa cháy đã phun nước làm mát. Thông tin sơ bộ, có ít nhất 5 người đã thoát ra khỏi cửa hàng đang cháy, gồm 3 người ở trọ cùng một nhân viên siêu thị, một người là con của chủ cửa hàng. Thời điểm cháy, hai vợ chồng chủ cửa hàng không có tại hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Đến đây thì chúng tôi cũng sẽ được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một tuần làm việc mới, nhiều thuận lợi và thành công. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào, tạm biệt.